Xin kính chào quý khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất mỗi ngày. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Nhiều thông tin mới, tin vui về cải cách tiền lương đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thông báo khi thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế xã hội sáng 24 tháng 10. Theo đó, trong sáng 24 tháng 10, phát biểu tại thảo luận tổ về tình hình kinh tế xã hội Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã dành thời gian phân tích những điểm đột phá trong chính sách cải cách tiền lương dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo bà, cải cách tiền lương không những nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và gia đình, mà còn nâng cao năng suất lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá, cải cách tiền lương cũng chính là động lực tăng trưởng kinh tế, bởi khi lương được nâng lên sẽ tác động đến cung cầu Bên cạnh việc cải cách tiền lương, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh trà nhấn mạnh cần thực hiện mục tiêu cơ cấu, sắp xếp lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thông tin thêm về chủ trương cải cách tiền lương, Bộ trưởng cho biết, hệ thống bảng lương mới được xây dựng theo vị trí việc làm và theo chức danh lãnh đạo, quản lý, thay cho bảng lương theo hệ số hiện nay đã tồn tại từ năm 2004. Qua 4 lần cải cách tiền lương, Bộ trưởng khẳng định chưa có lần nào chính sách tiền lương đồng bộ, toàn diện căn bản như lần này. Những vấn đề mới này phù hợp với xu thế công bằng tiến bộ. Đi vào nội dung cụ thể của cải cách chính sách tiền lương, Bộ trưởng cho biết, chính sách tiền lương mới được cơ cấu lại để tính tỷ lệ lương cơ bản 70%, tỷ lệ phụ cấp 30% loại hết những cơ chế chính sách tiền lương đặc thù và bổ sung 10% lương cơ bản để thủ trưởng các cơ quan đơn vị thực hiện mục tiêu thưởng cho cán bộ công viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bà cũng thông tin thêm theo chính sách tiền lương mới này có 36 đơn vị của một số ngành không còn được hưởng chính sách lương đặc thù nữa cao hơn mặt bằng chung. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý nguồn lực chuẩn bị cải cách tiền lương mới thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, sau năm 2024 tiếp tục tăng 7% để bù trượt giá và tăng GDP và chỉ đảm bảo đến năm 2026. Sau năm 2026, nếu không nỗ lực thì khó thực hiện tiếp chính sách tiền lương mới. Vì vậy, để có nguồn thực hiện chính sách cải cách tiền lương bền vững, đảm bảo tốc độ tăng trưởng hàng năm, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ thời gian tới, nhiệm vụ hàng đầu là tập trung để tạo nguồn lực tài chính bền vững. Bộ trưởng lưu ý, vì vậy, việc thu ngân sách như thế nào, tiết kiệm chi ra sao để đảm bảo có nguồn cho tiền lương cần phải quan tâm. Một vấn đề nữa cũng được Bộ trưởng Bộ Nội vụ lưu tâm là công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, bởi trong quá trình tăng lương sẽ có giai đoạn chuyển lương cũ sang lương mới theo vị trí việc làm thì không thể đồng bộ ngay được mà sẽ có những vấn đề phát sinh. Nhưng điều chúng ta mong mỏi nhất khi cải cách tiền lương là đối với ngành giáo dục, y tế sẽ thực hiện được mục tiêu tăng lương cho họ, khi đó, xã hội phấn khởi, viên chức, nhất là giáo viên, bác sĩ sẽ phấn khởi, từ lệnh ngành nội vụ nói. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng nhấn mạnh đến một việc không thể làm khác được, đó là tiếp tục sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế để giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Riêng với công chức, đến nay đã cố gắng sắp xếp tinh giản tương đối. Vì vậy, thời gian tới sẽ có cơ chế tốt hơn để giảm số viên chức hưởng lương nhà nước, để có thêm nguồn thực hiện cải cách tiền lương.